đề cử giải Oscar của năm, cãi nhau với con gái, mẹ đóng giả làm con gái suốt 3 năm để trả thù. Các ông ngồi ngay ngắn xuống đây để cùng nghe vụ án ảo ma nhất nước Mỹ. Vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 12, cảnh sát bang Missouri đã bắt được Laura Ogilvie, 48 tuổi với tội danh giả danh tính người khác để lừa đảo, lừa tình các chàng trai trẻ và nhận trợ cấp sinh viên. Và điều đặc biệt ở đây, bà Laura đã giả danh tính của cô con gái 22 tuổi do chính mình đẻ ra. Cảnh sát trưởng Jeremy Perkins thuộc sở cảnh sát Mountain View cho biết, ông không hiểu vụ án này kiểu gì luôn. Những người tiếp xúc với Laura đều tin rằng cô ta thật sự mới 20 tuổi và không hề nghi ngờ. Thật sự quan ngại với tình trạng mắt của người Mỹ. Theo hồ sơ điều tra, Laura sau một vụ cãi nhau với con gái đã lên kế hoạch trả thù vào năm 2018. Bà ta lấy danh tính con gái để nhập học vào trường đại học Southwest Baptist và méo hiểu sao được chấp thuận, sau đó đường chính chính làm tân sinh viên. Trong quá trình học tập, Laura đã nhập vai rất sâu và được đánh giá là một sinh viên rất chăm chỉ học tập, được thầy cô khen và được các bạn yêu mến. Đến năm 2 đại học, Laura nộp đơn xin trợ cấp xã hội và trợ cấp sinh viên nghèo vượt khó, tổng cộng đã nhận được hơn 100.000 đô la Mỹ, khoảng 2 tỷ 300 triệu tiền Việt. Ngoài ra, cảnh sát cũng nhận được hàng chục đơn báo cáo từ nhiều sinh viên nam tại trường rằng đã bị lừa tình. Không một ai trong số họ nghi ngờ rằng bà ta đã gần 50 tuổi. Ngoài ra, Laura còn được một thư viện tại thành phố chấp nhận làm việc. Bà thật sự đã sống cuộc đời như một sinh viên thực thụ. Và phải đến ngày hôm qua Laura mới bị cảnh sát bắt giữ, bà sẽ phải bồi thường số tiền đã lừa đảo và phải nhận 5 năm đi hỏa lò. Bộ phim đến đây chính thức kết thúc, năm nay chị không được giải Oscar hơi phí.